Vâng, em xin chào quý vị. Ngày hôm nay thì là tiếp tục với đến cái chuyên mục mà mới đê nhé. Thì là ở đây là em có kiếm được một cái thớt MD của Onkyo phục vụ cho những anh khách nào cần MD chạy. Đấy, cần MD chạy nhé. Thì đây là con MD105 của Onkyo. Đấy. Thì có mấy anh khách đang hỏi cái con MD này, size 20.5 này, để về là ghép thêm với cả những cái con âm ly đang có sẵn ở nhà của đời 905, 95X, 905FX đấy nhá. Thì con này có chiều ngang để em đo luôn này, bởi vì nhiều khi là quay ở đây điện thoại nó quay rất là gần và khi phóng lên trên cái màn hình tivi của chúng ta thì nó sẽ rất là to. Chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một cái MD to, nhưng đây là MD size mini nhé, size nhỏ. Thì với cái chiều ngang của cái bộ cái cục này nó khoảng tầm 20.5 này, các bạn nhìn một găng tay của em này. Chiều sâu của đôi này, đây nữa nó khoảng tầm 24-25 cm và chiều cao của nó là chưa được nửa gang, hết một ngón tay út là hết được một ngón tay cái này, thì nó khoảng tầm 6 cm chiều ngang, chiều chiều cao nhá. Chiều chiều cao. Đấy, con này về thì hiện tại cho đến thời điểm này thì là MD là nó vẫn đang đọc nhá. Em thử hai cái đĩa ở đây thì em thấy nó đều đang đọc và đều giao tiếng bình thường. Đấy. Thì em cũng xin lưu ý luôn là những cái MD này là em chỉ test thêm chứ em không bảo hành MD nhá. Anh nào cần MD chạy thì em lấy thêm thôi, bởi vì những cái đĩa MD này các quý vị xác định luôn cho em lên hàng bãi hàng cũ, và nó là hàng bãi hàng cũ và nó mắt của nó cũng lâu ngày rồi. Đấy, nói chung là chơi được đến lúc nào thì chơi, đây còn đâu lúc nó hỏng rồi thì chỉ có cái quý vị mang đi thợ nào đấy cái bị bảo người ta sửa cho, chứ ở bên em cũng không sửa mấy cái này, thế là em không 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 không, không bảo hành mấy cái đĩa MD này nhé. Đặc biệt là những cái này bây giờ nói chung là nó là hàng lâu rồi, các cái MD này bây giờ người ta bỏ rồi, không chơi ấy rồi, để mà có linh kiện thay thế cũng rất là khó. Đấy, cũng xác định sẵn rồi chúng em như vậy. Đấy, quý vị nào chơi thì phải chấp nhận rằng đây là hàng bãi hàng cũ, chúng ta chơi đến khi nào hỏng chúng ta bỏ đi thôi, hoặc là để trưng bày tiếp thôi, chứ còn 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 nếu như mà còn kiếm được thợ cứng, thợ tay nghề cao thì người ta xử lý được cho thì xử lý nhá. Đấy, đấy con này đây này thì nó đĩa nhá, nó vẫn nhận đĩa này. Tuy nhiên là khi mình bấm vào đây các anh có thể thấy là nó ghi chữ not audio. Đấy, thì có thể là cái đĩa này là định dạng của nó là định dạng một cái định dạng nào đó mà không mà mà cái đầu MD này nó không không đọc được thì nó ghi là not audio. Cứ nhìn này. Đấy, not audio nha, tức là không có audio, không có tiếng. Thì đây là do định dạng đĩa nó không đúng với cả cái đầu MD này. Đấy, nhưng mà nó vẫn sẽ nhận được đĩa nhá. Em ở đây em thử cho quý vị thấy là đĩa vẫn đang đọc nha. Còn đây ở đây em phải đi mượn một cái đĩa chế Ninh Tuấn Vũ của một cái ông anh ở gần đây. Đấy, ông ấy hay chơi MD. Thì em mượn một cái đĩa chế Ninh Tuấn Vũ của anh ấy về. Đấy, em sẽ thử cho các anh. Đấy. Thì trước khi mượn em có hỏi anh ơi cái đầu của em như thế thì anh bảo thì cái đĩa này chắc là chạy được, vì anh ấy làm theo cái định dạng cho tất cả các cái lòng đĩa MD đều chạy được này, là cái định SB gì đấy. Còn một cái định dạng này anh bảo là khả năng là định dạng NB hoặc là NB4B gì đấy, thì nó không 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 thích hợp, không thích hợp với cái bọn này đấy nhá. Thì đây con này thì nó sẽ là định dạng SB, ghi điện SB gì đấy thì nó lại đọc được. Còn ví dụ như gặp những cái đĩa như thế này mà nó không không đúng định dạng thì quý vị chỉ có cách là xóa đi và chúng ta ghi lại theo cái định theo cái máy này thôi. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy nha, em tăng tiếng lên này. Đấy, người vẫn đang đọc là bình thường này. Chiều nay tôi biết Đấy nha, lách bài đi biết nhá. Đấy. Rồi là pau này. Đấy, play này. Ở đây là có cái input đây là để ghi các gì đấy, thì cái này cũng về tìm hiểu thêm nhá. Đây là có cả red rụng ở đây. Đấy. Vào đây thì là để các chế độ luyện này. Kỷ niệm ngày xưa chưa.
con có anh hỏi là rec như thế nào phía đây này, thì mình so top đĩa đi, xong rồi ấn rec ở đây đấy, thì nó sẽ hiện lên cái rec này đúng không ạ. Thì mình muốn ấy thì mình bấm play lên nó sẽ ghi này đấy, nhá. Đấy, cái này thì thôi quý vị về tìm hiểu thêm nhé, vì cái này thực ra em cũng không truyền được cái MD này, thì em cũng vừa mới tay máy một tí thì em thấy nó là như vậy thôi. Còn đâu là đây là đĩa này thì em cũng xin lỗi luôn, em không ghi nhá, em sẽ không ghi play vào đây vì đĩa này em đi mượn. Giờ em ghi vào đây nó mất đĩa của người ta cái thì thành ra là anh em khó nói chuyện với nhau, vừa đi mượn mỗi cái đĩa để về thử xem nghịch nghịch thế nào, làm hỏng đĩa của người ta thì nó hỏng thì chắc cũng chả hỏng đâu, nhưng mà xóa mất cái đĩa của người ta đi thì nó không hay đấy. Ở đấy nhá, thì cái này quý vị về thôi thì chúng ta tự tìm hiểu nhá, đấy, tự tìm hiểu giúp em nhá. Đấy, thì con này MD Onkyo MD105 này thì là giá của nó là đi 990.000. Anh nào mua hãy liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé quý vị nhé. Hai số đó quý vị gọi số nào cũng được. Hàng thì nói chung là về còn đẹp, góc cạnh còn ok nhé. Thì em cũng vừa thử tiếng quý vị thấy rồi đấy. Đây, CD MD đây nó nối từ cái đài sang cái con 901 của Pioneer đây. Đấy, tiếng vẫn sao ok nhá. Đấy. MD Onkyo MD105. Đấy. 900 thôi 950.000 đi nhá, 950.000 đi. 999 đấy, thì 99 rồi thì để 950 nhá. Vì anh là mua hãy liên hệ cho bên em, số điện thoại liên hệ 0966594581 0979891682. Đấy, và trong trường hợp nhiều khách hàng là sau một vài hôm mới xem được cái này mà chẳng may mà em đã bán mất rồi, thì quý vị hãy liên hệ về số ở trên để em xem kiếm xem còn nào không em sẽ báo lại nhé. Và tốt nhất là hãy đăng ký kênh, đúng nhất là đăng ký kênh thì để khi mà có những cái sản phẩm mới thì em đưa lên một cái là sẽ có những cái thông báo gửi về máy của quý vị và chúng ta sẽ theo dõi được cái sản phẩm nó dễ hơn và nó không bị bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình đang quan tâm. Ok, em xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những video theo bên em.